Na som namaskar chumpuk kun pratana trai dang bay dai sikdai korop nang dai sikdai chreah thla da krai leng som namaskar chumpuk preah theranutra krup ang hai som chumran po da nyet nyom chput borisat pros srei krup ruk teang os dael kompong tae tam dan sdap ko doy che ka tosana neu knong velia kri okas ni khnyom pakana thma phiep dai nặc hơi nơi cái lại đi chỉ cái lại cái rôm po là ngay chấm cà tai hay cái lại này miền tật tạt po hay miền thò mày chìt đòi miền prey sol prey ấy hay nơi chôm chết chẳng tới co bàn một căn tì ní đầm bay nâng bàn bò tăng đầm bay sang nơi tin đi hay tới chẹt sầu như nhau, là ngay ngắt ắt sâu ắt miên mân đồ, chẳng cứ bàn bắt sang đồ ni môn mà bắt tăng đến ngắt lo, chẳng cứ thò mà chẹt cái đôi chân ở khung tin đi lo như nhau bật bớt sạt, chắc nhau cái nát mà phết nực hơi nhau pì, chỉ vật đại dương ruột nở sập ngay á, là ngay đài cái hai thảo môn snai là ngày môn snai nó bị bật rồi có cà rô nâu đại dương miền hiệp sọc miền hiệp xa đó vì mình thả nẹ đọt tay kia xa lãnh rồi có giang ná tiếp bằng tay hiệp xa này chặt bỏ dương chân bị kháng nông nó bị bật á là ngày ní cứ mà hiệp thọt bị bật đại bỏ nâng nông tì kìa bạ rồi bên đấy chân cứ chân nạc hơn thả phiệp sạch phiệp sạch đại bệ sư ma sám phật bọn trong ta sám đại thì mỗi cái dương chết sai mê ta chết anh ấy sai mê ta chết ở khuôn ấy bề bạc lãng dương ngơ lãng dương tha xong một luôn nhóm đang bàn sọc rồi có tháp bề là nghe cái đáp bàn tay bề để dương nặc hơi sai mê ta chết nặng sai mê ta ở khuôn ấy đang bàn sọc anh ấy cùng ao nhóm đang tục anh nắng cứ chỉ cáp sai mê ta chật chẳng cả na bây giờ sai mê ta chật chanh một bị nóng chật ao khuôn ai bán sóc hơi dương chạm sai mê ta chật chạy rầm lên ao nẹt đỏ tì nẹt nơi chung bình khuôn bọ dương rồi có thay dương ruột nơ chỉ mỗi nẹt đỏ tì nắng dương bằng cả hiệp ở kề rì rì miền này thay chật dương có tù lì ở kề bán sóc ở kỳ bàn nơi xích đầy châm rãn bàn tay dương sai mê ta chất ở khuôn ai dương bàn sóc bàn châm rãn nâng hay dương miền mê ta tặc mục nâng quý sọ sài á kà nà bà dương miền miền mê ta áp tụ bây chìa mục dương mình sâu chìa sọ đấy bàn tay bì miền phiếp sọ chanh mau bì kháng nóng miền này thay dương sai mê ta chất ở khuôn dương bàn sóc xong mà nhận đặt tay bàn sóc hả nế nâng hay mệt phẹ rưu con nè đại nơi chất khang nè ná đại dương sai từ đầm bay ở kỳ bàn sọc hứa cơ tháp sai ở đọc sọc sát thằng lái ở bàn đo nơi sẽ cái đầy sọc anh đang ấy đại chi sẽ cái đầy sọc tam là dạ lời chất là bao nhiêu hay mới tiết dương chạy miên hay thạc cắt thì nhu chỉ cả đăng côn nâng ấy đăng côn dùm buộc nè đất tây đăng côn nè ná đại kỳ phương sẽ cái đầy lo mà được luôn anh đang dương miên sắp hiệp đăng côn năng ấy đại chỉ môn sáy đại chỉ phiệp xạ sét chân pi khnông dương tới năng cứ thả nẹt đầu tây bờ dương miên sự phiệp mê ta dương này dây pia lo này dây pia chỉ ti sơn lan chỉ ti rập rò năng dương miên mê ta chặt tới nẹt đầu tây năng có kề bình chặt sông bay tập bộ bộ tê và đa sông bay nẹt đại ruột nâu sập sạt từng óc có kề bình chặt đại ao thì dương miên thua mê ta chặt năng ấy chấm pu sập sạt chúng buộc luôn ấy, nàng à nàng miền phía bờ rìa miền phía tranh mọc người ta về chỉ phía lọ tại mặt đòn, chẳng ngắt nắp bom, nàng ngày ba dương khoa thô mê ta khoa cả ao bồm ở bàn lọ tế sập phía đại dương ruột nợ nàng ấy người ta về bằng cả tới chỉ đường mình sợ bàn sọc mình sợ bàn chầm rã hay chẳng tới về nẹt đất tây cái chăng mọc rập rồ chăng mọc snack snail chăng mọc ấy các bạn ấy bị phù dương khoa thò mê ta nằng ngay mọc nằng cái nhơ chăng tới việc bắt thò mê ta khoa
ការផ្សាយសេចក្តីសុខឲ្យដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែអ្នកដែលមានមេត្តាចិត្តហ្នឹងគឺថាវាចេញមកមើលទៅដូចជាទឹកមុខស្រស់ប្រឹមចឹងទៅដូចជាពពុតចឹងណាព្រះអង្គមានមេត្តាករុណាដល់ពពួកសត្វអាហ្នឹងយើងមើលបុគ្គលអស្ចារ្យដែលពោពេញទៅដោយមានភាពហៅថាចែករំលែកមានភាពអស្ចារ្យចឹងគឺថាអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាចូលចិត្តសំបីតសត្វហ្នឹងក៏ចូលចិត្តដែរដូចព្រះអង្គទៅគង់នៅព្រៃប៉ាឡាឡៃអីណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសំបីតែដំរីស្វានឹងអីគឺថាសត្វទាំងអស់គឺស្រឡាញ់នឹងស្រឡាញ់ចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាកាលណាបើយើងរស់នៅយើងរៀនផ្ដល់មេត្តាចិត្តនឹងអីគឺផ្សាយឲ្យខ្លួនឯងមាននូវសេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដទៃចែករំលែកអ្នកនូវសេចក្តីសុខឬក៏ចេះដឹងគុណនឹងចេះធ្វើសេចក្តីល្អត្រឡប់តបទៅគេវិញនឹងអាហ្នឹងគឺថាអ្នកណាអ្នកណីក៏ចូលចិត្តដែរតែបើយើងមានភាពហៅថាចង្អៀតចង្អល់ខ្វះការចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដទៃយើងឃើញតែជ្រុងតែម្យ៉ាងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឃើញថាបើអ្នកណាគេឲ្យរបស់របរឲ្យអីឲ្យយើងឲ្យលុយឲ្យកាក់អ្នកនោះគឺល្អប៉ុន្តែយើងភ្លេចមួយទៀតថានៅក្នុងគណៈដែលគេធ្វើល្អដាក់យើងមិនចាំបាច់ថាតែគេឲ្យទេបើគេឲ្យក៏អរគុណក៏សប្បាយរីករាយចឹងទៅត្រេកអរហើយអរគុណគេទៅអាហ្នឹងល្អហើយគេមានទឹកចិត្តប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជ្រុងមួយហើយប៉ុន្តែជ្រុងមួយទៀតយើងមើលចំណែកនៃសេចក្តីល្អដែលគេមិនបានឲ្យយើងជាមាសជាកាក់ជាប្រាក់អីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេឲ្យតាមរយៈអីគេញោមគេអត់ឲ្យរយៈតាមទានតែអ្នកខ្លះគេឲ្យរយៈតាមវាចាវាចានឹងនិយាយមកពីរោះដាស់តឿនដឹកនាំប្រាប់យើងអ្វីដែលជាប្រយោជន៍អ្វីដែលជាមិនប្រយោជន៍គេឲ្យព្រោះគេប្រាប់នឹងឲ្យគេប្រកបដោយមេត្តាចិត្តរបស់គេដែរណានឹងឲ្យគេអាណិតយើងជួនកាលឃើញយើងរកស៊ីអាជីវកម្មអីចឹងអានឹងវាសំណាច់ខាងជាអ្នកនៅជាគ្រហៀវវាសអ្នកដែលមិនបួសឬក៏អ្នកដែលមិននៅវត្តអីចឹងទៅអាចរកស៊ីទទួលទានអីចឹងទៅពេលខ្លះគេឃើញគេអាណិតគេអត់មានជាមាសជាប្រាក់អីឲ្យទេប៉ុន្តែគេឲ្យជាសម្ដីជាវាចាប្រាប់នឹងឲ្យថាអ្នកបើអ្នកឯងរកនេះមិនឯងធ្វើនោះនឹងអ្នកឯងនឹងបានចំណេញប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគឺគេមានមេត្តាចិត្តគេផ្សាយយើងដែរណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងតល់តែអ្នកដតីគេឲ្យបានយើងដឹងថាអ្នកហ្នឹងគឺល្អតែតាមកពិតអ្នកខ្លះគេឲ្យតាមរយៈវាចាពីព្រោះនៅក្នុងសង្គហវត្ថុលោកលើកមកមាន4ទី1គឺការឲ្យទានទី2គឺនិយាយពាក្យវាចាពីរោះទី3និយាយពាក្យនឹងប្រកបដោយប្រយោជន៍នឹងហើយហើយមានការតម្កល់ខ្លួនស្មើនឹងចំពោះសង្គហវត្ថុណានឹងហើយគឺថាការសង្គ្រោះនឹងគឺថាលោកសង្គ្រោះនឹងអ្នកខ្លះគឺមិនសង្គ្រោះដោយការឲ្យទានតែសង្គ្រោះដោយវាចាសម្ដីនឹងហើយពេលខ្លះអ្នកខ្លះបាក់ទឹកចិត្តណានឹងហើយបាក់ទឹកចិត្តនឹងទឹកចិត្តនឹងឯងគឺគាត់សោយអញ្ចឹងទៅគឺគាត់មានបញ្ហានឹងទាំងបវិបត្តិគ្រួសារវិបត្តិអីចឹងទៅគឺគាត់បាក់ទឹកចិត្តដល់បាក់ទឹកចិត្តបានសម្ដីពីរោះបានសម្ដីដឹកនាំប្រាប់ជាប្រយោជន៍នឹងធ្វើឲ្យគាត់រឹងមាំឡើងវិញអានឹងឯងដែលយើងគួរតែអរគុណដែរយើងមិនឃើញតែចំណាយថាតើតើគេឲ្យទានមកទាំងដល់ទេគេឲ្យជាសម្ដីជាវាចាជាការដឹកនាំជាពាក្យជាទីស្រឡាញ់រីករាយនឹងយើងគួរតែត្រេកអរសប្បាយចិត្តឲ្យអរគុណគេដែលគេជួយប្រាប់នឹងឲ្យយើងបើគេឲ្យជារបស់របរជាទានអីទៀតក៏យើងអរគុណតែឲ្យជាវាចាជាសម្ដីនឹងក៏យើងអរគុណដែរនឹងឲ្យពីព្រោះនឹងគឺជាការចែករំលែកណាគេបាននៅសេចក្តីសុខហើយខ្លួនគេបានហើយហើយគេផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនគេហើយគេធ្វើនៅសេចក្តីសុខនឹងមិនមែនត្រឹមតែខ្លួនគេទេគេប្រាប់គេណែនាំថាបើអ្នកឯងធ្វើអញ្ចេះមួយចុះពីរទៅគឺបានសក់បានចំណេញបានអីចឹងទៅអ្នកខ្លះគឺគេអត់លាក់ទេគេអាណិតគេចង់ឲ្យមនុស្សពេញមួយពិភពលោកឬក៏ថាចង់ឲ្យអ្នកណាដែលគេឃើញថាវាទន់ខ្សោយអញ្ចឹងគឺគេប្រាប់ជាសម្ដីអញ្ចឹងទៅយើងគួរតែអរគុណនៅទឹកចិត្តដែលគេបានប្រាប់នៅរឿងល្អល្អឲ្យយើងនឹងឯងយើងក៏គួរតែដឹកឃើញដល់ចំណុចហ្នឹងដែរព្រោះវាចាត់ចូលនៅក្នុងសង្គហវត្ថុ
nâng cứ ghi chân nhạc miền cồn đôi chì bà xa má xa mô đây chẳng bà ông mình bàn phát đo nơi lùi nơi cả tế bàn tay bà ông phát đo nơi thô nơi ở vã chì biệt tù miến ở dưỡng nâng bàn đăng thảo vây lọ ở vây ở cọ ở vây đây chì thật đây chùm ra ơn ở vây đây chì sức đây vì nia này nế nó sẽ đây chùm ra ơn và bà đặt tư nói bàn sọc nâng cứ mang cô là sốt nâng ấy kê ra mình xa cụp nơi bà cô là kể đi ra sai cục nơi bộ cố chế mình đất nơi không bật tế là xóm cua bòm rao miệt đa bệ đa thư tiên nâng dừng cửa đọc bọt phè đi dìa khơi xa mà nạ ấy chăng tư miền ca ọt thôn nâng sát tay chia sẻ cái đây chẩm rao nó đọc bê sẻ cái đây vì nếch cứ bóng xâm đai em bì bà rao vẹt xôn chăng nâng ấy nẹ đài lời nơi không ca đây chả rao chờ lời cho ô hồi nâng cứ mình chẩm rao thế nâng đo nơi sẻ cái đây vì nếch nâng bè lục pram nâng nai nôm nâng ai ở school là vậy đây chỉ sực đây chấm ráo là vậy đây chỉ sực đây bên nia nâng ngày chỉ đây chấm chấm ráo được bàn lược hay chỉ mang cô cả bấm ráo cả phơi sực đây lọp xem xem nâng ngày chỉ mang cô à đào pe sực đây bên nia nè đây bập bật mình lo để tổ ở bài mục miền tây miền xa là bài bia lìa và sai ruko chơi cho ô nâng ngày vì chỉ bật thiên đây sực đây bên nia nâng miền tràn đầu tiên mà nâng cứ pre nâng cứ thay cho nhạc miên côn nâng nha bộ nhạc miên côn nâng nâng đại lục đặc nôm prap chìa xâm đây xâm đau vi cha nâng rưu có thay kru ở cha đầy quạt không prang bằng hát prang bằng riêng kru nơi kháng krau nâng cả đấy có sắp tay cho nhạc miên côn đừng o chàng hay dương cu tay nặc sở la nhà nặc sai mê ta chật ai khuôn ai hay cứ chai sai mê ta chật ở nặc đó nhạc đại kê khăn krau nâng ai chai sẽ đầy sọc nâng ai chìa môn sáy chìa sẽ đầy lọ đầy dương miến hay tẹ tiên mà nô tiền lại nâng kê chê thật châu chật xà lanh bình chật nâng đời xa tại dương nâng miến hiệp hay thả mê ta chật chanh mọc bì khắc nông nâng ai chẳng cứ xâm rạp dương tiền ọc nế đầy dương chê đăng côn nạc lực côn hay dương sai mê ta chật nâng ai khuôn ai bố khuôn chìa ti xà lanh nây khuôn ai ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមានតែខ្លួនទេដែលជាទីស្រឡាញ់នៃខ្លួនឯងឃើញណាស់នឹងអ្នកដទៃគឺថាយើងស្រឡាញ់យើងរាប់រយយើងចង់ហើយដូចជាប្តីនិងប្រពន្ធក៏ស្រឡាញ់ប្រពន្ធចង់ហើយមេត្តាបិតាស្រឡាញ់កូនឬក៏កូននឹងស្រឡាញ់មេត្តាបិតានឹងដែលមានទឹកចិត្តល្អចឹងគឺជាការរាប់រយចឹងហើយមានមេត្តាករុណាទោសទន់ទ្រោកគ្នាចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែ ឲ្យ ស្រឡាញ់ ណា ស្មើ នឹង ការ ស្រឡាញ់ ខ្លួន គឺ អត់ មាន ទេ ចឹង ណា natthi atta samang pe mang សេចក្តី ស្រឡាញ់ អ្វី ស្មើ ដោយ ការ ស្រឡាញ់ ខ្លួន គឺ មិន មាន ចឹង យើង ស្រឡាញ់ ខ្លួន យើង យើង រៀន ផ្ដល់ សេចក្តី សុខ ឲ្យ ខ្លួន យើង យើង កុំ បង្កើន នៅ ភាព កើត ទុក្ខ ស្មាញ់ ស្មុក អី យើង ផ្សាយ ឲ្យ ខ្លួន ឯង បាន សុខ យើង អរគុណ នៅ ពេល វេលា ដែល យើង អាច រស់ នៅ បាន មួយ ថ្ងៃ ហើយ ណេះ យើង បន្ត ទៅ ទៀត ហើយ ថ្ងៃ ក្រោយ ទៀត យើង បាន រស់ ទៅ ទៀត ក៏ យើង នឹក ឃើញ ថា ពេល វេលា ដែល យើង រស់ នៅ នេះ គឺ ល្អ ហើយ រឿង អរគុណ នៅ ពេល វេលា ដែល ឲ្យ យើង រស់ នៅ យើង សាង សេចក្តី ល្អ ចឹង ណា នឹង ឲ្យ មិន មែន ទៅ ប្រព្រឹត្ត នៅ រឿង អាក្រក់ ហើយ យើង ធ្វើ អ្វី ដែល ជា រឿង ល្អ ល្អ សម្រាប់ ជីវិត យើង យើង ឲ្យ យើង នឹង បាន នៅ សេចក្តី សុខ ឲ្យ អ្នក ដទៃ បាន នៅ សេចក្តី សុខ ហើយ ធ្វើ អ្វី ដែល ជា ប្រយោជន៍ ដល់ សង្គម ប្រយោជន៍ ដល់ ខ្លួន ឯង ប្រយោជន៍ ដល់ អ្នក ដទៃ nâng cùng ai bấm plan để bây giờ khuôn anh bấm plan để bây giờ nợ đất tây nụ cười mình lo tê chẳng hạn á chẳng cứ xong được giờ mà vẫn nắng để tồn pì chỉ vật ruột nơi bảy trăm tháng ngày dương chẳng miền buồn này đó lo bật bật cát cứ dương sai mệt ta chặt được khuôn anh ai nợ đất tây chạy làm lại nợ đất tây hay chạy đằng cún hay dương miền phiêm đi chơi chạy vừa nào vậy đại chỉ sẽ cái lo nằm một nơi sẽ cái chấm ra hơn hay dương tự tuôn dọc nào vậy đại kê bàn bắt đầu lại mốc dương chế ở con chấm phù hợp vậy đại kê bàn bắt đầu mốc hay dương miền phía bồ đề địa tiệt nơi bao cọp từ đời miền mê ta chặt chân bị khang nóng đằng hay miền phía sọ chân bị khang nóng chẳng là khang nóng sọ hay khang cào có bị sọ tiết nô anh cứ chỉ ca đại nhận đầu tây sờ lạnh bình chặt bật bật cọt sông bay tài sắt có châu chặt sờ lạnh chấm phù bồ cọp đại miền chặt ló miền phiệp lo nơi khnông khluôn hay thơ sẽ cái lo sai sẽ cái lo rồi nè đặt tay chẳng hết đấy nâng cười thà chỉ ca để bên chất này bộ phụ mà nục sạch thằng lại bộ phụ tê và đá có châu chất đấy ao ấy tay bộ côn miền chất lo miền phiệp lo chênh bị kháng khnông nâng thơ nó lo kháng cáo
hay miên sự phiệp chế thưa nở vậy đại chỉ sự đại chấm rán cứ phổ phụ sập bờ rọ phổ phụ tề và đa mà nốt từng lại có sờ lăn châu chật chẳng ngắt á bọn chẳng cứ mà phiệp sôm lược vô màu bản năng tệ tồn vì bề prắc dường ngược láng đầm bầy miền bồn sái dường sai mê ta chặt được luôn ai nhẹ đã tây nâng hay chế đăng quân phơ sức đầy lọ đo nhẹ đã tây chả ơn nâng rì rì dùm mùi khỉa chăng tấn nâng cư thà nâng bàn nơ phiếp lọ bật xa xâm rạp chì bệnh chân chẳng ngắt áp bộ chân xông à, nè